Hello, xin chào các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn ở video tiếp theo này của mình. Hôm nay mình sẽ chơi có một tựa game thần trùng các bạn. Tựa game này cũng được khá nhiều game thủ mong chờ đó các bạn. Các bạn demo mình chơi cách đây cũng đã hơn cả năm rồi. Hôm nay mới bắt đầu ra chính thức. Hình như là ra cách đây vài hôm rồi các bạn. Nhưng mà do mình đi làm á các bạn. Công việc nó hơi nhiều nên hôm nay mình mới đầu mình quay cho các bạn coi ha. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình trải nghiệm nha các bạn. Mình vô mình cài đặt trước coi như thế nào nhá. Nó nhảy ha. Lên xíu đi. Ok. Bắt đầu nha các bạn, vào game nhá. Hình như cái vị trí này cũng giống như các bản demo các bạn. Sao mình lại ở ngoài này? Bản demo như cũng có này nè. Viên gạch này là cổ lắm nha các bạn. Hồi xưa các bạn. Đây là một cái toilet. Toilet. Nhân vật này không có chạy được nha, chỉ đi từ từ thôi. Cái gì đây? Mẹ ơi, mới vô game nha. Mới vô game nha. Từ anh trai ơi. À, nhìn kìa các bạn. Nhìn kìa. Hình như cái này các bản demo nhưng cũng có cái phần này các bạn. Lúc mới vô cũng không khác gì lắm. The hell? Cái gì vậy? Sổ đóng lại rồi kìa. Nó mở rồi kìa. À, cái lần demo cũng giống vậy nè. Ôi, mới vô game nó. Mới vô game nó. Mới vô game mà cái nhịp điệu á, bạn nhìn thi. Mẹ ơi. Mới vô game nó đã vậy rồi đó. Ủa? Mình mới nghe gì đó, cái cọc cọc đó. Ủa gì nè. Như con quả các bạn, nó cầm cái chìa khóa các bạn. Đây coi. Con quả mắt nó quét các bạn. Phải cái đòn. Ôi má ơi. Có da gà đó các bạn. Má ơi. Có vẻ hay á, có vẻ hay đó các bạn. Ngách 41 xẹt 3 đường Trần Duy Hưng à. Này chắc ngoài Hà Nội các bạn. Trần Duy Hưng là một con phố cũng khá là nổi tiếng nha. Đúng là ngõ này rồi. Ok. Ai mua ngô lượng nào? Nó nghe tiếng rau các bạn. Chân thật lắm luôn các bạn. Game kinh dị Việt Nam thì thực ra nó rất là đáng sợ các bạn, biết các bạn biết sao đáng sợ không? Rất là gần gũi với cuộc sống của mình các bạn à. Nhận giặt gì? Nhận giặt kho hả? Là hơi chắc là ủi không ta? Quần áo 12.000 ký. Á chăng 30.000 ký à. Nó có con xe Vespa nữa nè, cắt tóc nam nữ nè.
Má ơi, cái gì vậy? Từ từ được không? Má ơi, mới vô game nữa đó. Nó làm xíu hết chấm chơi luôn á. Gì vậy? Có mà. Ơi. Khúc đây. Gì? Ai mới giao gì á? Gì mới góp không bọn ta? lát con này lại nghịch rồi. À, rất là chân thật nha các bạn. Cái gì đây? Bị có bà đúng nè. Ô, má nó đứng không có cái đầu hết bạn. Bánh nồi. Lại nói Cháu chuyện ơi, nhặt hộ bác lấy món đồ với. thôi. Ok bác. Nó sao bác đứng đây bác không nhặt đi bác. Rồi bác ngay nhà bác không nhậu, bác xây cháu nữa. Rồi là bác. Má mặt này thấy ghê các bạn. Nhìn mặt má các bạn. Nó im ru à. Ủa vậy sao đưa bả? Gì đây? À chắc là đặt ở đây nè. Bóng y hả? À. Đúng rồi nè. Ê. Chắc là cái này quá. Đúng rồi. Ê. Ép hả? Không dùng được hả? À trái nồi dẻ nè. Y tiếp. Đúng rồi, y tiếp. Ai Đúng rồi nè. mua đường nào? Ok đó bác. Cảm ơn cháu nhé. Ok Vì bác. hóa quá. Thế cháu đi đâu qua đây đấy? Dạ không có gì bác ạ. Cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Ồ, cái giọng này như giọng của ông Dũng CT các bạn. Vậy hả? Thế cháu tìm nhà nào? Dạ cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Ai có vấn đề gì đây? Dạ đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi, nhà nhà đó có ma ám đấy, cháu phải cẩn thận. Bác nghe nói nhà đó ngày trước có nhiều người chết lắm. Ồ, phải cần rồi. Cháu nhớ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Trời má. Bà đi vô nhanh như một con gió các bạn. Nhà này hả? Ở nhà này hả? Anh gì ơi? Quấy. Mày, khúc đây. Em ở trên này này. Hả? Em vừa gọi anh à? Có chuyện gì vậy em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Em muốn thuê trọ ở nhà đó à? Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây anh. Phải canh nồi đi viện. Hả? Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ừ, cảm ơn em. Anh nhớ rồi. Má ơi. Vậy có nên thuê không? Tôi là tôi đi về các bạn. Gặp tôi đi chơi cái chỗ khác chứ tôi không có thuê. Con mẹ nó cái gì vậy? Chỗ con game mà tôi nói thiệt các bạn á, là nó dồn dập nha các bạn. Nó không cho các bạn nghe nghỉ một giây nào đâu. Em đang vẽ gì vậy bé? Anh không nói vậy các bạn. Thằng nhóc này bí hiểm lắm nha. Nó vẽ con quạ. Quay lại kiểm tra cửa sắt lúc nãy hả? Cái gì vậy? Ủa? Gì vậy? Trời ơi, tự nhiên nó ra vô vô một cái tấm tan gì vậy các bạn? Bùa hả? Có số hả bạn? 37 2
Có cái gì vậy? Nước ở đâu vậy? Nước cống nó tràn lên đó bạn. Nước đang dâng lên hả? Rồi sao? Dâng lên rồi sao? Có thằng Thanh Nhi đâu hai cái hộp cái gì? À cái hộp hả? Mã số hả? À hình như đây nè, 24 2437. Ok. Còn làm gì nữa? À đốt cái này, đốt cái này mấy friend. Cái này giống như là chúng ta đi vô từ cái ảo giác này đến cái ảo giác nọ các bạn. Chứ thực ra mọi thứ không có thật nha. Mình cảm nhận là như vậy á. Hồi lúc đầu là mình đang ở trên một cái lan can rồi đó, xong rồi mình là đi xuống cái con ngõ rồi đó. Không hiểu, mà bây giờ là mình đi vô nhà luôn rồi nè. Không có một người nào gõ cửa nhưng mà mình lại tự đi vô được đó các bạn. Cái lão ma Canada tìm đường vào nhà. Ồ, có tiếng thằng lằn kêu luôn chứ. Đồ họa rất là ok các bạn, rất là chân thật nha các bạn. À, bếp ga bình ga, ăn xong không gửi chén luôn chứ. Ông chủ nhà nữa dơ vãi nồi. Nói bình ga để kế bên luôn chứ, nó nóng nó nổ một cái bum là xong luôn. Nói cái gì vậy? Nó có quần thun gì vậy? Nhà máy Vũ Dung. Những cái bản hiệu rồi các bạn, giống như ngày xưa các bạn, người ta vẽ lên đó các bạn. Còn bây giờ người ta làm bản đèn, bản hiệu với lại dán đề can hết rồi. Ý, có gì đây? Con gì vậy ta? Con tò he hả? À giống như mấy cái con mà hồi xưa mà mình đi học lúc còn nhỏ các bạn, ngoài trong trường nó hay bán các bạn. Dấu chấm hỏi gì vậy? Tại mới thấy dấu chấm hỏi rồi đây. Ù mẹ đâu ra có thằng này vậy? Hồi nãy nhìn đâu có đâu đúng không? Nãy mới quay qua đây quay ra đâu có đâu. Mày nó đứng ở đáy bậy các bạn. Đứng ở đáy bậy kìa. Má này nhìn to con lắm nha. Ủa mà nó xăm mình nó sao? Không phải đứng đáy các bạn, nó đứng lá làm gì các bạn, nó nấu ăn nó làm gì các bạn. Ai cho nó mới cắn thuốc xong à. Má này to con lắm nha. Nó xăm mình các kiểu. Vỗ đầu con cái à. Bóp. Bác ơi, cho cháu hỏi. Rồi cháu hỏi. Cháu hỏi bác không trả lời luôn, bác đi luôn. Cháu hỏi mà bác không trả lời mà bác đi luôn. Bác ơi. Rồi sao? Chưa kịp hỏi là bác đi vô rồi. Tò he nữ sinh nè. Như có xe luôn có số quá bạn. Số 1 quá bạn. Theo kinh nghiệm mình chơi game kinh dị là những con số nó chắc chắn là sẽ có manh mối nha các bạn. Rồi ông nội biết đi đâu luôn. Rồi chúng ta sẽ đi đâu? Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Uầy. Bên trong khi cửa khóa rồi mấy friend à. Còn ông chủ nhà thì ổng đóng đô giống luôn, ổng không có
Giờ đi đâu? Tìm một vòng có cái khô gì không? Nó có manh mối gì không? Ôi, đi đâu rồi? Vô chương 2 các bạn. Ủa chương 1 có chưa mà qua chương 2 rồi. Chương 1 chắc hồi nãy lúc đầu là chương 1 các bạn. Giờ qua chương 2 rồi. À giờ giật mình dậy các bạn. Ủa góc streamer các bạn. Của Dũng CT. Anh em xem livestream có giật lắc gì không? Đó là câu huyền thoại của ông Dũng các bạn. Mình coi ổng từ năm chắc phải 2018 các bạn. Anh em xem stream có bị giật lắc gì không các bạn? Gì đây? Con chuyển nhà mới thế nào rồi? Sức khỏe vẫn ổn định chứ con? Lâu rồi không thấy con viên thư. Bố con sốt ruột lắm đấy. Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn. Hôm trước cô Trang qua nhà ướm hỏi làm thông gia với nhà mình đấy. Con không phải tính dần chuyện gia đình đi chứ. Nhân tiện tháng sau là ngày giỗ chú Long con. Nếu rảnh con nhớ về nhé. Mẹ ở bức thư của mẹ. Chắc là đang hối con gái để chuẩn bị mà đám cưới các bạn. Con cứ công dân ha. Đỗ Thí Dũng. Ôi vậy là mình hết hơi rồi. Thôi. Bây giờ là mình chỉ làm mơ thôi. Ê anh à. Alo. Alo, tao thấy anh đây. Mày ngủ chưa? Tao vừa ngủ được một tí thì lại gặp ác mộng. Vẫn giấc mơ kỳ lạ mà tuần vừa rồi mày mơ thấy liên tục đấy á. Tao đã bảo mày đừng thuê nhà trọ ở đó mà không nghe. Mày có thiếu tiền đâu mà chui với chỗ sập sệ như thế nhỉ? Tao cũng chẳng biết ai xui khiến mình nữa. Thôi được rồi, nghe này. Tao đã tìm được thông tin về căn nhà mà mày đang thuê ở đấy. Thật à? Có đúng như lời đồn không mày? Đúng là cách đây 20 năm, toàn bộ 3 người trong nhà đấy đã chết một cách rất là bí ẩn đấy. Vụ này từng gây xôn xao một thời gian dài. Vậy sao? Có không tin tao được à? Người ta còn đồn thổi là sự cố 20 năm trước liên quan đến một cái hiện tượng gọi là thần trùng đấy. Thần trùng là cái gì? Nói ra thì dài lắm. Bây giờ tao sẽ phách sang những tài liệu mà tao tìm kiếm được trên mạng cho mày nhá. Gửi tao đi. Nhớ đọc kỹ rồi mà sớm mà chuyển đi nơi khác đi. Tao thấy nơi này không ổn đâu. Tức là tao thuê cái nơi này rồi các bạn. Nhưng mà nơi này có cảm giác như là bị ma ám ấy. Nè ra nè. À, tờ báo an ninh Hà Nội. Nó chết bí ẩn của một gia đình. Cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ việc cả gia đình ông BV đột ngột qua đời ngày 11 tháng 10 năm 1994. Được biết vụ việc này đang gây xáo động cho người dân thành phố, đồng thời gây ra nhiều tin đồn thất thiệt mê tín dị đoan. Theo thông tin điều tra ban đầu, nguyên nhân cái chết của ba người trong gia đình có nhiều điểm khó giải thích. Tuy nhiên, khám nghiệm hiện trường không thấy cái dấu hiệu xô xát, tài sản trong nhà cũng không bị mất, nên nhiều khả năng đây không phải là một vụ án hình sự thông thường. Cơ quan từ chối tiết lộ thông tin về vụ án và cho hay thi thể được khám nghiệm xong trả về cho gia đình và thực hiện tang lễ. Như đã đưa tin, gia đình ông BV sở hữu cửa hàng thời trang khá lớn tại khu vực quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, thời gian qua việc kinh doanh có nhiều bất lợi do đang bị điều tra về nguồn gốc hàng hóa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc. À nhưng mà nói sao, ok. Tức là ông này hồi xưa cũng là doanh nhân đó các bạn. Đây thần trùng đây, thần trùng đây. Theo dân gian, thần trùng là một con quỷ gây ra hiện tượng trùng tan. Nó đội lốt một con chim mỏ đỏ. Con chim này chuyên đi canh để hành hạ những người mất vào ngày trùng, chơi trùng hoặc bắt đi những người thân người mất. Số nơi thì lại quan niệm thần trùng là một vị thần bí ẩn, chuyên đi tra khảo những người mất để họ khai ra họ tên người thân. Từ đó thần sẽ bắt họ đi. Trùng tan là gì? Trùng tan hay còn gọi là chích trùng được hiểu là một hiện tượng
khi có một người thân trong gia đình vừa mất đột ngột do bệnh tật hay tai nạn. Và chỉ một trong thời gian ngắn sau đó thì người thân trong gia đình lại mất tiếp với những nguyên nhân hết sức đột ngột. Những người chết sau đó thường là những người gây ra sự chán ghét cho người mất trước. Trùng tang còn được mọi người truyền miệng là hiện tượng của những người mất vào giờ xấu, không thể đi siêu thoát được. Mọi người còn đồn nhau rằng gia đình nào trùng tang thì chỉ còn cách đi nhờ chạy các thầy pháp cao tay mới hóa giải được. À, lúc đầu mình cũng không hiểu cái tựa game thần trùng có ý nghĩa là gì, nhưng mà bây giờ mình mới hiểu là thần trùng tức là trùng tang các bạn. Mà thực sự là đúng nha các bạn. Các bạn có thể không tin nhưng mà thật ra thì mình thấy cũng có một phần là nó đúng các bạn, không sai luôn nha. Thường thường ta có câu là có thờ có tiên có kiên có lành các bạn. À, lên mạng để kiểm tra ngôi nhà mày này hả? Ủa, mất mạng. Kiểm tra modem hả? Đấy, mình thấy những cái modem nó nằm ở phía trong toilet các bạn. Nó sẽ mất mạng đúng lúc thế. À, hơi sấm sét mà giống như đạn nổ các bạn. Đây nè. Ok, reset xong rồi. Lát là nó cho vô với friend à. Vô mình kiểm tra là cái máy tính nha, có mạng mẽo thế nào rồi. Không có mạng luôn. Kiểm tra một đông lần nữa các bạn. Má con mèo làm hết hồn. Tức khắc quan hả? Thôi giải quyết nỗi buồn đi ngủ. Tức là trẻ các bạn. Trẻ các bạn. Nó bụng cầu gì máu không vậy? Người đúng không? Ủa. What the? Má ơi, cái gì vậy? Các bạn, thấy không các bạn? Có da gà các bạn. Má bảy cái ngồi thiệt. Má lộng dựng đứng lên luôn các bạn. Chung là vừa bị hầu xong mình thấy các bậc mà mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra các bạn ạ. À. À, ai có cửa vậy? Có điện thoại nó kìa, man. Thế anh tiếp. Alo, mày gọi đúng lúc quá. Tao vừa mới gặp ma xong đây. Alo. À, sao điện thoại mất luôn? Alo, thế anh à? Có nghe thấy tao nói gì không? Alo? Nghe này, tao vừa tìm kiếm được những thông tin về cái đêm mà ba người trong gia đình qua đời. Hóa ra. Alo? Mày nói gì tao không nghe rõ. Alo? Chết tiệt thật. Sao lại mất sóng lúc này cơ chứ? Điện thoại mất sóng luôn chứ. Ông ma Canada các bạn. Mất mạng không nói, mất luôn sóng điện thoại các bạn. Tìm xong vòng vòng đây có gì không nha các bạn. Không có gì hết các bạn. Ý, vô được nè. Ý, vô được nè mấy friend. Ôi, lên lậu nè. Ý
gì đấy? Bác phải kiếm chìa khóa nữa à? Rồi, xuống kiếm chìa khóa mấy fan. Cái gì gớt vậy? Nhật ký chủ nhà. Phải đi nơi khác ở thôi, càng ngày mình không thể chịu nổi căn nhà này nữa. Bán không được, ở cũng không xong, thừa kế một nơi này thừa kế làm gì? Mẹ ơi, căn nhà này bị ma ám rồi, thừa kế cái gì? Đồng đặt cọc nữa chứ, đặt cọc mua nhà nhỏ. Mua nhà đặt cọc là pha anh Vĩ, chủ căn nhà cho thuê này. À, ảnh gia đình nha các bạn. Hãy dán còn nhiều thế. Xuống nhà các bạn. Cái tiếng ai cười kìa. Cái gì đây? Một chiếc kìm cộng lực hả? Sao lấy? Nhảy đâu được đâu? Đồ ăn các bạn. Lấy ghế được không ta? Không lấy ghế được luôn. Ồ, căn nhà bỗng nhiên đã bị xích rồi các bạn. Bỗng nhiên nó bị xích rồi. Rồi, ổ ra luôn, hồi nãy có kèm cộng lực đó các bạn. Tìm gì đó để cắt xích hả? Cái kèm trong nãy á. Ở trên kia cũng có cái hộp các bạn. Tìm chìa khóa mở cái hộp đi chứ. Mà cái kèm thì sao mà lấy? Nó trên đây nó đâu có lấy được đâu. À, cần tìm cái gì đó đứng lên để cái dụng lực này. À, cái ghế nè. Đó, để đây mấy fan. Đó. Ok. Mình dùng cái kèm này mình mở cái hộp bên trên luôn các bạn. Cái hộp gì ở trên đó các bạn. Cái hộp gì ở trên lầu rồi nè. Nhiều khi nó là một cái chìa khóa nó cho mình đi ra đường luôn ấy. Đây các bạn. Cái gì đây không? Ủa? Lại là con tò he. Đâu có chìa khóa chụp khuyết gì đâu. Không, mình ra mình mở cái cửa ngoài kia các bạn. Mình ra lẹ, mở cái cửa ngoài kia. Đó, nó kêu mình dùng kìm để cắt cái xích nữa các bạn. Hồi lúc đầu mình có gặp cái bà hàng xóm đối diện á các bạn. Bây giờ mình không gặp nó nữa. Trong đây là chắc nhà của ông chủ nhà nè. Kêu quá bây giờ. Ê, bà kìa các bạn. Ông đứng có làm gì kìa. Ôi, bà không nghe đâu. Cắt không được là mấy friend à. Bà cô bên kia bà cũng không nghe mình đấy, thấy mình luôn. Bác gì ơi, giúp cháu với. Bác ơi, bác có nghe thấy cháu không đây? Ồ, bác không nghe luôn. Bác lo lụm cái gì á.
Nó nên đây bị quỷ ám rồi. Nói không ai nghe gì đâu. Thì mình khá giúp đỡ. Bác gì ơi, bác có trong đó không đây? Giúp cháu với. Cứu cháu với bác ơi. Mình mở cửa kìa. Mày điên à? Có biết bây giờ được không? Giúp cháu với. Trong nhà thấy như có ma bác ơi. Nói nhà cô bác đâu bác? Sao? Mà nói sao? Nói nhà cô bác của bác mới có ma đâu bác. Cháu, cháu vừa nhìn nó xong bác ạ. Giờ thì cháu không thể ra khỏi đây được nữa. Mày, mày nói thật chứ? Mày có ma trong nhà nó vẫn bình an. Dạ vâng. Nhưng mà bác ơi. Đó. Vậy là trời giúp ta rồi. Nghe này thật anh con, nếu mày muốn thoát ra khỏi đây thì phải đi kiếm cho ta mấy món đồ này. Cái gì? Nhớ đấy, tìm đủ cho ta mấy món đồ này, ta sẽ giúp mày ra khỏi đây. À, ông nội chủ nhà này có bình thường đó bạn. Mà kiếm cái gì? Cái gì đây? Ông đưa mình chìa khóa nè. Cái gì đây? Một ngón tay người, một chiếc găng người, một nắm tóc người. Á, giờ đi kiếm ngón tay người hả? Như găng người, tóc người hả? Nó đâu ra trời. Nãy giờ mình đi lên trên kia mình đâu thấy người nào đâu. Con game này tình tiết nó từ từ lắm các bạn. Mình có thể chứ có một con ma mà đuổi được nó chắc chắn chạy không kịp, chắc chắn là chạy không kịp. Và qua chương 3 rồi. Tại vì đi không mình cũng thấy rất là nặng nề các bạn ạ. À. Mình có cái chìa khóa nè. Đúng không? Không dùng được man. Không dùng được luôn. Cái gì vậy? Nữa. Hello. Hello my friend. Ủa mẹ. Mình tưởng từ ở trong cái gà của từ sau lưng mình đi tới á bạn. Má ơi thiệt chứ. Sợ luôn. Có nhiều cái bất ngờ nha. Má ơi. Mình nhìn phía bên trong mình tưởng là từ bên trong nó đi ra. Cuối cùng không. Cuối cùng không phải các bạn. Mà nó từ sau lưng nó đi tới. Từ sau lưng nó đi tới. Không phải. Ok man. Cửa luôn rồi. Gì đây? Quá đơn hả? À? Thẻ hương, tiền vàng, quần áo, ngựa giấy à. Đường nào cũng chừng nào cũng tốn từng này tiền lễ mà có đuổi được ma đâu. Ôi. Gì đây? Văn bản đồng ý quyền thừa kế. Chúng tôi đại diện cho dòng tộc họ Phạm, đồng ý để anh Phạm, anh Vĩ, cháu trai đời thứ 7 của gia tộc thừa kế căn nhà số 4 ngách 41 xẹt 3 Trần Duy Hưng của ông Phạm Vũ. Đó, ông nội cho tiền cũng không dám nữa các bạn. Nhà này ma không à. Vì cả gia đình ông Phạm Vũ không may qua đời để lại di chúc, không để lại di chúc, nên anh Phạm Vĩ được ông Vũ gọi là bác ruột thừa hưởng kế, được hưởng thừa kế căn nhà là hoàn toàn chính đáng. Anh Phạm Anh Vĩ có nghĩa vụ thờ cúng đứng ra tổ chức dỗ chạp cho gia đình. Ông Phạm Vũ tuyệt đối không được bán cho người khác nếu chưa có sự đồng ý của dòng tộc. Bên dưới dòng viết tay có vẻ là của chủ nhà này. Các ông lừa tôi, nhà này có ma nên mới để lại cho tôi chứ quý hóa gì. Thì đúng là vậy đó ông ơi. Trên đời ai cho ai không có gì mấy ông mà.
chỉ có nhai không được mới cho thôi. Một ngón tay nè. Gia đình muốn ướp formaldehyde nè. Thiệp sinh nhật gì đây? Một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật từ người bố với nội dung chúc mừng sinh nhật con gái. Dù cho con bao nhiêu tuổi, với bố mẹ mãi mãi là một cô bé đáng yêu nhất. Năm nay mẹ đi công tác xa nên chỉ có bố con mình ở nhà. Dù bù lại bố đã làm cho con một trò chơi rất là hay, có tên là Tháp Hà Nội. Từ mấy bánh gỗ cũ con thử chơi xem sao nhé. Mục tiêu của trò chơi là đưa hết số dĩa trên cột đầu tiên sang cột cuối cùng theo thứ tự. Đĩa nhỏ trên, đĩa to ở dưới, và đĩa to không được đặt trên đĩa nhỏ. Trò chơi mình thấy quen quen các bạn. Rồi sao? Không dễ ăn của ngoại luôn nha mấy friend. Giờ đưa cái cục kia qua sao đưa. Tụi nó mấy fan. Đó, 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 tụi tụi nó vào đó. Được rồi đó mấy fan. Quá ôi kinh khủng. Một trò chơi khá là kinh khủng. Mà mình ngồi chắc không phải là 15 phút đó mấy fan. Rồi sao nữa? Rồi có chìa khóa rồi sao nữa? Hả? À. Cái chìa khóa cái này. Mở gì đây? Mở cửa được không? Không dùng được mấy friend. Rồi má chơi trò này xong ngu người luôn. Cái gì vậy? Chéo gì đó hả? Chéo gì? Rồi chéo rồi nè. Chéo lên, chéo lên. Mở cửa rồi kìa. Mày tốt thôi vậy. Cục điện nhồi. Phải như có cái hộp quạt này mấy friend.
Nó đập đầu rồi mấy friend. Là cái chìa khóa kia rồi mình mở gì ta? Mở phòng này hả? Phải không phải phòng này. Phòng này quay lại phòng mình coi, tại vì kế bên phòng mình hình như mình nhớ tôi cũng có một cái phòng gì đó các bạn. Đó 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 đó, mới thấy bàn tay gì á. Ông là sao con bé, sao lại cho con bé yêu cái thằng đó? Ông lên như thế con bé nó lớn rồi, nó vừa quyết định cuộc đời nó chứ. Quyết gì mà quyết, ông có biết cái thằng đó là một loại nghèo kiết xác không? Tôi đã chặn sẵn đối tượng mai mối cho con bé rồi. Nó còn trẻ, giống với nghèo cái gì? Tôi buổi nào cho ba con tự tử cố hủ. Việc chi tiêu cho cái nhà này bao nhiêu năm nay tôi lo hết thì ông biết gì? Đồ bất tài như ông, đừng có mà làm hỏng tương lai cho bé. Ba đừng không có lòng tôi. À, ông giận đánh tôi à? Lộn luôn mấy friend. Người ông có thể hối hận. Bóp luôn rồi kìa. Cái gì vậy? Có cửa rồi. Có cửa rồi. Có gì không? À gia đình nè. Tiếng bước chân này lớn gì? Ê, gì đây? Chìa khóa mấy friend. Tòa he. Tụi bị khóa à, cái chìa khóa nãy mình lệnh à. Ồ, lại thêm cái chìa khóa. Tấm gì để xem nó cái gì nhật ký à. Ồ, mình nó quay lại cái thời đó các bạn. Ông gì nè, ông gì cũng khóc rồi các bạn. Không quẹt đâu rồi, không quẹt đâu. Mất bà luôn, không quẹt rồi. À có điện rồi, các bạn. Tìm có gì để lụm thấy không? Không có két nữa, có mở được không? Tôi xin phép ông bà đi ra nhé. Đây có gì đây? Cái hũ này nè các bạn. À, giờ tìm cách mở cái lọ này nha. Ngoài không? Ngoài. Chạy đi. Không quan tâm hết phải. Làm sao phải mở được cái lọ này nè. Nghe tiếng mở cửa không ta? Mình vừa nghe tiếng mở cửa ấy. Đi lầu hả? Đó. Đúng rồi. Đúng rồi nè.
Gì vậy? À, mở cái ống này nè mấy fan. Ý, cái ngón tay nè. Đúng rồi, có ngón tay nè. Nhặt lên, đưa cho anh cha nổi kia. Ôi, để đưa cho anh cha nổi kia. À, tìm cách gửi gì vừa lấy được hả? Đưa vô toilet gửi mấy fan. Rửa. Đây chỗ này rửa được nè. Rồi. Tôi chặt tay á ta. Ô chừng 4 luôn rồi nè. Ở chung 4 luôn nè. Nó có bị gì đâu, ảo giác thôi. Đây, giờ xuống đưa cho cái ông nội kia. Đưa ngón tay cho ông già nè. Rồi ông sẽ tiêu mình đi tìm cái răng nữa. Một cọng tóc gì nữa. Dưới đây nước không à. Đúng tay nhỏ. Sao rồi? Ba ơi, cháu tìm được một ngón tay người rồi ạ. Đâu, đưa tao xem nào. Thôi xem đi. Tốt lắm nhá. Bây giờ cầm lấy thứ này và tiếp tục công việc của mày đi. Vẫn còn hai thứ nữa hả? Ok, giờ đi tìm thêm cái răng. Cái răng. Nhiều khi những cái chuyện tâm linh đó bạn, mình không biết trước gì đâu các bạn. Giống như nó làm mờ mắt mình vậy. Nhiều khi mình biết cái khu đó như vậy luôn, nhưng mà mình cũng không biết sao là mình cứ ai hối thúc mình đi vô các bạn. Cũng giống như trong nhân vật này nè. Giống như ai hối thúc mình đi vô mướn các bạn. Mặc dù mình biết ở nơi đó không ok thôi, mình vẫn đi vô các bạn. Mẹ tôi thôi à. Mấy cái khô gì đâu. Quẹt. Yo friend. Ồ, cái này như nhà may á. Nhà may á bạn. À, đám tay có hai cái vợ chồng nè, hai cái vợ chồng mà mất nhỏ con gái á, mất nhỏ con gái mà phải đi lấy chồng giàu á mà vợ á. Đại nè. Ông chồng thì không muốn nhưng mà vợ lại bắt mất con gái mà lấy chồng giàu á mà. Nghĩ bên trong sẽ có một cái gì đó bên trong đó mà. Đặt đúng mức hình cái điểm luôn các bạn. Trời ơi gì vậy? Như ai đứng đây nè. Đứng đây nè. Tìm có mình máu gì không mấy bạn. Số chi tiết kinh doanh. À, 7 tháng 7 năm 1994. Cái quả lỗ nặng các bạn. À, đề nghị vay vốn nhưng bị từ chối.
Cái gì đâu, kẹt, có kẹt ý. Ôi, what the? Cái gì vậy? Cái gì anh trai? Ủa mẹ đi theo mình nè. Con đi ra, đi ra, đi ra. À thiệt chứ. Ôi, hết bên đây, qua bên đây. Từ từ thôi, từ từ thôi. Cái gì mà dồn dập quá vậy? Đúng hả? Mấy con tò he đó cô đen giấu hết đi rồi. Chỉ tại cái thằng nhà quê đó bày trò ra cho con bé. Thôi, thật sự cô nhiều cháu đấy nhé. Cô yên tâm, cô cứ cố gắng cho em nó uống thứ thuốc trong lọ này. Tình trạng trầm cảm sẽ nhanh thôi. Nó không uống, cũng ép nó uống. À này, có điều những loại thuốc này chưa được hợp pháp cho lắm. Bà mẹ với cái thằng mà cô biết rồi. Thằng mà đổ cưới con nhỏ con gái không bạn? Còn cái khoản tiền mà cô muốn vay bố cháu ấy. Cháu sẽ về tác động với bố cháu, chắc sẽ ổn thôi cô ạ. À, dù gì hai gia đình rồi cũng trở thành thông gia thôi mà. Đúng à. Cháu nó phải lắm. Còn còn thằng sinh viên nghèo kia ấy, cô sẽ có cách giải quyết để con Linh phải quên nó đi. À thì ra các bà mẹ này là mê giàu mới có mê tiền các bạn. Quen thằng này để mượn tiền gia đình thằng này. Bây giờ mới bắt con gái mà đi cưới thằng này. Thuốc nè, đơn thuốc nè. Thuốc trắng hai lần sau bữa ăn, thuốc xanh một lần sau khi ngủ dậy. Thì thuốc gì toàn màu không nhỉ? Radio mà cái set hồi xưa á mà. Cánh cửa tủ bị kẹt, cần thứ gì đó để cậy ra hả? À, ủa con quả kìa. Cái con thuận trùng rồi các bạn. Thì kiếm cái gì nó lại ra mấy friend. Cái sinh thượng nó có không? Này có cái sạp ban nè. Nó cười nó kè, nó cười nó kè. Có gì vui không mà cười. Không có gì vui hết á. Ê anh cài tủ lạnh nhanh nè. Nhưng mẹ ơi cái gì vậy? Ồ mẹ ơi nhổ găng từ cái này này này. Nó có cái gì vậy? Ôi trời má ơi. Đừng nói bắt buộc phải chơi cái này nữa nha. À, nhỏ tôi nói thiệt với mấy ông ấy nha. Hồi nhỏ tôi ghét cái trò này lắm nha mấy ông. Tôi mua chơi thôi, thực ra tôi tháo con lắp không mà. Chứ không bây giờ mà tôi lắp cái này nha. Ôi trời đất ơi. Thật ra tôi đâu biết chơi cái này đâu mấy ông. Có đầu đi lên nè. Hả? Có chữ giải rồi mấy friend. Có chữ gờ giải kìa. Ôi. Ôi. Trời ơi, nước ốc luôn.
Trời ơi. Mày chờ đấy, mày chờ đấy. Kiếm gì đó, thôi. Tôi gã gỡ cái găng mày ra. Chìa khóa ha. Ủa, ở thành phố mà sao đi vô khúc này giống như dưới thôn quê vậy mấy friend. Cái gì vậy? Cười gì ghê vậy? Đi phải cất. Cái gì đây? Cắt hả? Đi có thêm tòa ha nữa nè. Nguyên tòa he là gì ta? Có số nè. 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2. Một là sáu là ba hai một sáu ba hai dưới gì chấm hỏi này nè, chấm hỏi này nè. Ui cái mộ mấy ông à, hai cái luôn à. Cái kèm nè, cái kèm nó vỗ nè. Ôi trời ơi, đứng vậy vậy là chắc mộ của ông bà nè. Đi kèm đi xíu, nhổ cái găng cái mà chả ha. Có gì đâu mà khóc như vậy á. Bây giờ tôi bị nhát rồi, bây giờ tôi chưa khóc đây này. Rồi lên bẻ cái găng ông mẹ kia cái đưa cho cái ông già phía dưới. Ở đâu có tèo vậy? Ủa bà đâu rồi mấy ông? Bà này mới thấy bà đây mà. Bả đi đâu rồi? Ủa sao bẻ lấy cái găng của bả? Cái gì vậy? Kìa bả kìa. Trời, bả là bả cho chúng tìm. Anh lại có thấy nó đâu? Ừ. Gì hả? Rồi. Dạ. Hồi nãy mới thấy nó đây, mới bước tiêu giờ vô nó nằm đó rồi. Đây là cái gì vậy? Mày lấy cái hộp quẹt vô coi có gì không chổng mấy phen. Đâu có quẹt đâu. Đâu có gì đâu.
đi ra xuống đưa cho cái ông kia. Có cần rửa không ta? Anh cái kia rửa không biết, cái này cần rửa không? Chắc cần rửa đâu. Xuống đưa cho cái ông già kia đi. Đó, xuống đưa nhỏ nè, cũng cần rửa. Cái răng nó thú quắc mà không rửa mấy friend. Đây đưa cho ông già nè. Ủa cái răng không ạ? Đó. Răng này. Bác ơi, cháu tìm được thêm chiếc răng rồi ạ. Đâu, đưa tao xem nào. Đó, coi đi. Tốt, tốt lắm. Tiếp tục công việc của mình. Ủa, lần này không cho mình thêm cái gì hết mà. Lần này không cho mình thêm cái gì hết. Giờ mình đi kiếm mấy cọng tóc. Ở chương 5 này nè. Chắc là chương cuối rồi các bạn. Mình kiếm cọng tóc nữa là xong rồi, là xong game rồi đúng không? Giờ còn chìa khóa gì nữa không? Đâu có chìa khóa gì nữa đâu. 1 6 6 3 2 1 6 3 2 chắc chắn là xíu sẽ có cái gì liên quan đến mấy con tòa hè, đảm bảo luôn liên quan đến mấy con tòa hè. 1632 nhớ nha. 1632 1632 có nghe cái tiếng gì vậy? Nghe tiếng đâu trên đây hả? Ai đâu? Quầy uống được nhiều thế. Mình quay trở lại phòng mình nhỏ các bạn ạ. Thì có điện thoại, có điện thoại, có điện thoại. Thế là thấy anh gọi mình nữa. Lại là thấy anh. Đúng rồi, thấy anh các bạn. Alo. Có nghe thấy tao nói gì không? Alo. Thì anh đấy à? Ô, không có gì cả. Đó. Rồi, không nghe hết. Có cái khác không cho mày. Chứ người ta mới cứu biết nhé. Ok, ok, ok. Có bạn tốt không bạn? Phát đi, phát đi. Gì đây? Ngoài ba người trong gia đình chết, đêm đó còn có một thanh niên được phát hiện treo cổ cùng cô con gái trong phòng. Để điều tra, thanh niên này là người yêu của cô con gái và đêm xảy ra án mạng đã trèo lên tầng 2 vào nhà. Hình như cả hai viết thư cho nhau hẹn ngày cùng tự vẫn. Gia đình đã nhờ vả cánh báo chí để không đưa tin này. À chắc là cái người mà con nhỏ con gái mà nó thương các bạn mà bà mẹ không cho, chê nó nghèo các bạn. Cấm đoán. Cái gì vậy? Ôi tự thôi. Cái gì mày? Chắc có con gái quá hả? Gì ghê vậy? Có gì không? Có gì không? Khóc gì vậy? Má ơi, đùi gắt lung la nè. Trời ơi, cái gì? Nữa hả? Rồi, lại nữa. Đây. Nhà này bị thần trùng ám nên mới chết cả nhà, nếu không ngăn chặn sẽ còn nhiều người trong nhà phải chết. Chính đứa con gái đã vì hận cha mẹ nên đã khai tên của hai người với thần trùng, dẫn đến việc họ bị thần trùng lấy mạng. Trong đám tang, riêng quan tài đứa con gái phải đặt yên trong phòng kính, chiều quan tài không được quay ra cửa. Sau đám tang phải đưa đi thiêu xác với đứa con gái, xác đứa con gái sau đó thầy sẽ làm lễ nhốt linh hồn mãi mãi để không cho tiếp tục khiến người nhà phải chết, cho sẽ được cất giữ trong một nơi bí ẩn trong nhà này. Ổn như bị ếm luôn các bạn, không thể khai các bạn. Ôi dồi ôi, con bả kìa. Chết nè.
Mày quái nó biết friend. Có nó, con nhỏ con gái này khai tên con, khai tên ba mẹ nó cho con quả mà. Chỉ đây con tòa he hả? Một 16321 hả? 16321. Mà như cái phần demo là mình thắp cái nhang hay sao các bạn đúng không? Mình chớp chớp này hả? Giờ sao? Giờ đi ra hả? Em phải thắp nhang. Thắp nhang không? Như thế nào? Có gì nè, có gì nè. Không dùng được hả? Chứ chết cho cái gì? Đúng rồi, năm sinh nè. Đây là nhỏ nữ sinh nè. Đó. Hai người này hẹn ngày tự tử chung đó bạn. Hai đứa này nó hẹn cái ngày mà cùng nhau tự tử á bạn. Thấy anh nó mới vừa phát cho mình mới biết thông tin này nè. Ồ, nó đưa mình cái lọn tóc nè. Thank you. Em Mai Linh, mời em lên đây. Ồ, Mai Linh hả? Mai Linh là chắc là cái bạn gái mà hay chơi với Dũng CT các bạn. Hồi xưa chơi cái tựa game gì ta? Thứ 6 người 13 á bạn. Mình cũng hay coi Mai Linh Yuto hay gì á. Đúng rồi, Mai Linh Yuto. Thầy nghe nói rằng gia đình em có sự tác động dẫn tới việc bạn Long bị buộc phải thôi học. Em có biết Long là sinh viên ưu tú của trường ta không? Chỉ vì cái chuyện riêng tư của em mà làm ảnh hưởng tới tương lai của cả một con người đấy. Em về nói chuyện lại ngay với gia đình đi. Chắc là do mẹ em á thầy ơi, chứ không phải do em đâu. Nó làm gì nhìn như vậy? Tôi có làm gì đâu. Đừng nhìn như tôi như thế chứ. Ai không có sai lầm. Có gì phải nhìn như vậy? Còn có tiếng xẹt gì không? Ừ. Cuối cùng mình đã quay lại rồi nè. Mình đã quay lại rồi nè. Giờ mình xuống mình đưa lọn tóc cho các ông già kia mấy friend. Mình xuống đưa cho các ông già kia, ổng sẽ cho mình thoát ở khỏi đây nha. Nhưng mà mình nghĩ, theo mình nghĩ nha, ổng là một người như vậy không dễ dàng ổng cho mình đi thoát đâu. Không dễ dàng gì cho mình thoát đâu, chắc chắn luôn. Giống như ổng lợi dụng mình để mà ổng đạt cái mục đích gì đó, xong mà ổng sẽ giết mình các bạn. Nó thể theo logic rồi đó, giờ mình chơi game kinh dị là như vậy đó. Còn lần này mình không biết như thế nào, các bạn hãy chờ đợi xem một ending như thế nào nha các bạn. Đây con tóc đây không. Bác ơi, cháu tìm được lọn tóc rồi ạ. Đâu, đưa tao xem nào. Ủa, cuối cùng thì ta đã có vũ khí tinh thần. Từ thì mày quay về nhà đi, chờ tao một lúc, xong việc ta sẽ gọi mày. À, ông kêu quay trở về nhà đi, rồi ông sẽ gọi mình sau các bạn. Không biết liệu có tin tưởng được cho nội này không các bạn. Mình thấy ông nội này cũng không được bình thường lắm nha. Ok, cái lỡ là tin ổng một lần đi các bạn, chứ nãy giờ từ đầu game bây giờ là mình làm theo cái yêu cầu của ổng mà. Giờ đi ngủ à. Ngồi đi không?
mất tích rồi, my friend. Cái gì ngủ à? Ôi, có mạng này nè. Steam nữa các bạn. Ngủ à? Đâu ngủ? Nó lạ, sao lâu vậy rồi mà không thấy ông ta gọi mình. Đã xuống kiểm tra thấy không? Mình biết mà, cho anh nội này. Anh nội này chắc chắn có vấn đề. Từ đầu game bây giờ có một cái kính cửa trên lầu 2 là mình chưa có chìa khóa mở nha các bạn. Mình nghĩ là cái cánh cửa đó là cánh cửa end game luôn ấy. Tại vì tất cả các cánh cửa là mình đã mở hết, còn mỗi cái cánh cửa trên lầu 2 là mình chưa có mở thôi. Mình ý bây giờ tất cả cái chìa khóa rồi đó. Không mở được cánh cửa đó chứ, cánh cửa này nè. Cánh cửa đó không mở được nè. Xuống coi cho nọ đây coi. Ôi. Máu hay cà phê vậy? Uống gội hồn. Hằng ngày đúng giờ tí phải thực hiện lễ cúng với các lễ vật bên dưới: một cái thủ lợn, một bát tiết lợn, một đĩa xôi trắng, một ly rượu nếp. Khi cúng cần thành tâm gọi 100 lần tên họ của người muốn gọi hồn. Tuy nhiên, việc gọi hồn có thành công hay không còn phụ thuộc vào căn của người gọi hoặc người sống trong khu vực gọi hồn. Nếu căn của người gọi người sống trong khu vực gọi hồn không phù hợp, có thể sẽ khiến hồn ma tức giận và gây nguy hiểm cho người đó. Nếu gọi hồn thành công, không những có thể thấy hồn ma mà còn có thể lấy được những đồ vật mà họ nắm giữ trước khi qua đời. Ồ. Vậy luôn á hả? Ủa? Gì đây? Trời ơi, ông này ông ngồi, ông sưu tập mấy cái gì á các bạn? Mấy cái gì toàn là ma quỷ địa ngục không các bạn? Ê, chìa khóa nè, chìa khóa nè. Mà lấy được rồi nè. Ồ, thuốc nhiều vậy. Trời, cái gì vậy? Ôi, chú, no. Ôi. Ôi, đi. Mình có chìa khóa rồi. Ông làm gì ông làm, bây giờ mình phải thoát thôi các bạn. Mình sẽ lên lầu 2 mình mở cái cửa kia ra nha. Đây cánh cửa này nè. Đó thua vậy. À, chắc là mấy con tòa he nè. 16321. Chính xác luôn. Wow, nơi giam giữ linh hồn các bạn. Wow, là mình phải giải thoát cái linh hồn này nè.
Thì ra đây là cái nơi giam giữ cái linh hồn. Sáng luôn này, trời sáng luôn nè. Giam giữ cái linh hồn của cô gái hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ giải thoát cho cô gái. Bắt tủ lạnh luôn rồi kìa. Trời sáng rồi kìa. Cô ơi, cháu đã đưa cô về với bố mẹ mình rồi đây. Giờ là kết thúc rồi đó các bạn. Hey, cuối cùng là mình đã kết thúc được rồi các bạn. Đây cũng là một tựa game khá là hay. Và nó thật ấn tượng là gần gũi với mình nha các bạn. Gần gũi với cuộc sống hàng ngày của mình luôn đó. Những cái hoạt cảnh này, những cái tiếng động này rất là chân thật và làm cho mình rất là hết hồn luôn. Ở việc gà luôn mình thiệt. Tựa game cũng khá là hay nha. Mà thật ra mình nếu mà mình so sánh luôn những tựa game bom tấn này sẽ không so sánh được thì sao? Giá tiền rất là rẻ các bạn, chỉ có 75.000 thôi. Trong cái tầm giá này mình nghĩ thằng Trùng có thể là rất là ok trong cái tầm giá này, có thể là vô đối đó các bạn. Chứ các bạn đừng có so sánh với những cái tựa game mà vài trăm ngàn hay mấy triệu bạc thì chắc chắn là không bằng ở đây đương nhiên rồi các bạn. Mà trong cái tầm giá này mình thấy thằng Trùng rất là ok. Các bạn cũng nên ủng hộ cho những cái tác phẩm như thế này các bạn. Chỉ có 75.000 thôi. Ok, mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye, chào các bạn.